bạn đang đến với Vbiz 25 giờ. Tôi là Miko Lan Trinh đang được ngồi cạnh với chị Tô Nha. Bây giờ mình bắt đầu nha. Nu Phúc Thịnh tiếp tục bức xúc với nhà sản xuất Ngôi Nhà Bướm Bướm. Đừng xem như không có gì. Tăng Thanh Hà hạnh phúc khoe khoảnh khắc gắn bó với hai nhóc tỳ hé lộ gần hết khuôn mặt của hoàng tử bé Richard Nguyễn. Khổng Tú Quỳnh bật khóc nói về chuyện gia đình và tình cảm, khẳng định tiếp theo là một người nào đi nữa tôi vẫn chọn yêu thật nhiều. Nói về đổ vỡ trong quá khứ, em Ly chia sẻ tất cả đều vì sự dối trá. Chị Oren nói là tôi bị kéo vào tiếp khách thì gì không ba. Hay Vũ Hà kéo tắt đàn em thối hoắc mà tưởng sô-cô-la loại 1. Cộng đồng mạng nhanh chóng gọi tên Quang Hà. Nu Phúc Thịnh tiếp tục bức xúc với nhà sản xuất Ngôi Nhà Bướm Bướm. Đừng xem như không có gì. Một cái bài hát của Nu đang được view rất là nhiều, có nghĩa là thu nhập từ cái lượt view của cái MV đó đang rất cao nhưng mà bị xóa sổ luôn. Nên có thể vì chuyện đó nên Nu rất là rành về bản quyền. Đúng, nhưng về nhà sản xuất thì cũng không thể nói rằng là họ không rành khi họ đứng ở vị trí đó là sản xuất ra một cái sản phẩm giải trí. Và đối với cái câu chuyện bản quyền ở các cái sản phẩm này thì chắc chắn họ phải có một cái ekip để có thể lo các cái thủ tục về pháp lý. Vấn đề ở đây có thể là tức là hai bên chưa chạm vào nhau. Tức là cái lý lẽ của hai bên nó chưa cùng một trục và từ đó thì mọi người không chấp nhận cái lý do mà từng bên đưa ra. Đó là một trong những cái cơ sở để chúng ta thấy rằng là tại sao luật bản quyền nên tồn tại. Bởi vì nếu như nói ở góc độ cá nhân thì tôi sẽ luôn có lý do cho những cái phát ngôn của mình và tôi sẽ luôn đi bảo vệ quyền lợi của mình và tôi sẽ đi tìm chứng cứ theo kiểu có lợi cho mình. Và pháp luật thì khách quan. Và đó là lý do mà chúng ta có công ước bên, chúng ta có luật sở hữu trí tuệ, chúng ta có những cái quy định về việc bản quyền. Tiếc một điều là vậy nè, thực ra những cái câu chuyện na ná như thế này không phải là hiếm trong giới giải trí, nói riêng và trong rất nhiều lĩnh vực khác của chúng ta nói chung đâu. Nhưng có vẻ như là tâm lý người Việt là dĩ hòa vi quý, rồi vô phước đáo tụng đình, có nghĩa là cái câu chuyện mà kéo nhau ra tòa là một cái câu chuyện mà không ai sẵn sàng tâm lý cho điều đó. Cho nên thông thường mọi người sẽ chọn cái cách là thôi bây giờ mỗi bên nhường chút, mỗi bên vui chút và câu chuyện chìm vào quên lãng. Nhưng thực sự nó sẽ tạo ra những cái tiền lệ rất là xấu. Chị không phải là fan của Nu, chị cũng không phải là anti fan của Nu. Chị cũng có những cái quan hệ cá nhân đối với ekip của Ngôi Nhà Bướm Bướm. Cho nên trong câu chuyện này thì chị nghĩ rằng là chúng ta có vẻ nên tôn trọng pháp luật. Và cuối cùng tiếng nói của pháp luật sẽ là cái tiếng nói rõ ràng nhất cho các bên. Vậy là theo ý của chị Tô Nha, chắc chắn ở đây không thể can thiệp bằng ngồi xuống uống trà với nhau được rồi. Nếu như hai bên có những cái thỏa thuận đó với nhau thì càng tốt. Nhưng dĩ nhiên là nó phải là một cái câu chuyện mà đó sẽ được coi như là một bước hòa giải trong các cái thủ tục pháp lý. Có nghĩa là trong các cái bước xử lý về pháp lý thì nó sẽ có những cái bước đó là hai bên sẽ được gặp nhau và hòa giải dưới một cái trọng tài về pháp luật hẳn hòi. Chứ không có nghĩa là tôi ngồi xuống rồi tôi yêu thương anh nhiều, tôi nói chuyện với anh bấy nhiêu, nó không phải là như thế. Và chị cũng không kỳ vọng cái câu chuyện là chúng ta vuốt ve nhau như thế. Mà cũng khó lắm, tại nếu mà một bên đã đòi 500 triệu thì vuốt thế nào chị? Cái này mình được 8 mà đúng không, cho nên là dạ, chị nghĩ là thoải mái đấy chị. Bây giờ mình liên quan tới cái câu chuyện 500 triệu của Lan Trinh thì chị lại nghĩ tới một cái chuyện khác. Đôi khi 500 triệu nó chỉ là một cái chị kéo chỉ, em ra bờ phải không? Không, ý chị ở đây là thực ra là nếu như đó là câu chuyện bản quyền thì việc mà Nu đòi 500 triệu là một câu chuyện bình thường. Dạ. Nhưng mà đôi khi thì đòi là đòi vậy thôi. Cái này là mình đang suy diễn cá nhân, mình không biết là ý người ta làm sao nghe. Ý chị nói là ở đâu ra cái con số 500 triệu đúng đó. Đúng rồi, và có thể là về phía Nu thì Nu cũng sẽ có một vài cơ sở để liệt kê và đây là 500 triệu. Nhưng chắc gì nha, khoan nha, ý chị ở đây là chắc gì Nu muốn 500 triệu. Có thể 500 triệu chỉ là một cái con số tạo một cái cú vỡ, tạo một cái vụ nổ để mọi người tập trung vô cái câu chuyện này nè và phải hiểu về cái điều này nè và đừng bao giờ làm cái chuyện này như thế này nữa nè trong cái giới này nè đó. Cái điều đó cho thấy là rõ ràng luật bản quyền ở Việt Nam mình chưa có rõ ràng. Đúng rồi. Nó phải có tính toán, có nghĩa là nhà sản xuất đã sử dụng bài hát này của tôi thì nhà sản xuất được lợi bao nhiêu từ cái bài hát này, còn tôi thì thiệt hại bao nhiêu, và tính quy ra phần trăm và tính ra tiền. Vâng. Ở trên thế giới cũng đã có những cái trường hợp kiện một đồng, ví dụ như kiện danh dự, trả tôi một đồng thôi. Đó. Thì
Đúng, thì chị ra chỉ phân tích vô cái con số 500 này nghe có vẻ thực ra nó là một cái con số rất là ước lệ. Thực ra nó vẫn đang là một con số rất là ước lệ. Và từ đó thì ở một cái góc độ khác, không phải là câu chuyện của showbiz, thì chị lại nghĩ rằng là đây là một cái dữ liệu, một cái sự vụ mà nó rất là, gọi là nó rất là đáng giá để những cái bạn mà làm về lĩnh vực pháp luật, và đặc biệt đó là theo đuổi về cái chuyện đó là áp dụng được cái luật sở hữu trí tuệ như một cái hành vi thói quen cho người Việt á, nó có thể đây là một cái sự vụ khá là nổi bật để các bạn có thể nương vào cái sự vụ này và đánh động đến ý thức của người Việt nhiều hơn về luật sở hữu trí tuệ, bởi vì thực sự là chúng ta bị vi phạm rất là nhiều ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Tăng Thanh Hà hạnh phúc khoe khoảnh khắc gắn bó với hai nhóc tỳ hé lộ gần hết khuôn mặt của hoàng tử bé Richard Nguyễn. Vẫn là gần hết thôi gần mà. Gần hết thôi chứ đâu có hết đâu. Đúng rồi. Có nghĩa là nếu mà mình gặp ở ngoài thì mình cũng không biết cậu bé này có phải là Richard Nguyễn hay không. Đúng rồi. Với lại thực ra gọi là hé lộ gần hết, nhưng mà ở một cái cự ly ảnh như thế này thì cũng không ăn nhầm gì. Em nghĩ á, cái chuyện mà muốn khoe con đó là một cái mong ước rất là chính đáng của những bà mẹ. Lúc nào á, trong mắt của mẹ thì con của mình là trên hết. Dạ, ý em nói chính đáng ở đây có nghĩa là cái mong muốn nó lớn lắm. Lúc nào cũng muốn nhắc về con, lúc nào cũng muốn khoe con với mọi người. Nè, coi nè, con dễ thương quá. Mà có mình thấy dễ thương à, đúng không chị? Thì, nhưng mà đó, vì vấn đề an toàn cho con, vì bảo vệ con, bảo vệ hình ảnh của con, nên phải khép lại, nhưng mà tới một lúc nào đó bộc phát ra thì vẫn phải lựa những cái tấm hình như thế này để giới thiệu. Thực ra chị nghĩ rằng là nó là một cái câu chuyện mà họ gọi là sao ta, nó nằm trong cái sự có chủ đích rất là lớn của những bạn sao Việt. Đúng như Trinh nói là nếu như đứng ở tâm thế của một bà mẹ, trời, cái việc mà tôi khoe con là nó cực kỳ hạnh phúc. Thậm chí đúng như Trinh nói, có mình thấy nó dễ thương à. Nhưng mà không, chuyện nó không quan trọng. Cái quan trọng là vẫn còn một mình vẫn đang cảm thấy nó rất là dễ thương. Tuy nhiên con người là một thể thống nhất. Và thực sự thì bên cạnh vai trò là một bà mẹ, các bạn ấy hơn ai hết hiểu rằng mình là người của công chúng. Và các bạn cũng rất ý thức được cái sức nóng của mình đối với công chúng nó như thế nào. Và như vậy thì nhất cử nhất động những cái câu chuyện liên quan đến đời tư của mình sẽ bị soi ra sao. Và bởi vì chúng ta là một thể thống nhất như vậy này, cho nên bên cạnh việc tôi là một bà mẹ, thì cái việc mà tôi bảo vệ con tôi với tư cách là một cái người, tôi hiểu rằng là bé sẽ bị paparazzi săn bất cứ lúc nào, hoặc là bị thu hút bởi công chúng như thế nào, thì nó cũng sẽ mạnh tương đương với cái động cơ muốn khoe con như vậy. Và điều đó, thực tế thì chúng ta nghĩ rằng là làm mẹ thì ai cũng muốn khoe con, nhưng chưa hẳn những bạn đó ở trong tâm thế của các bạn là các bạn muốn. Có nghĩa là đôi khi có nhiều bạn cũng không muốn luôn. Và cái sự gọi là muốn, gọi là thích con, yêu con, nó sẽ bắt đầu được khoanh vùng trong những cái nhóm đối tượng hạn chế thôi. Có nghĩa là nói vậy không có nghĩa là những người của công chúng họ không gọi là họ không khoe, hoặc là họ không phát cuồng lên vì con của họ. Nhưng vấn đề là tôi sẽ làm điều đó với ai và trong một cái mức độ như thế nào, thì họ sẽ ý thức rất là rõ điều này. Và ý của chị là tự nhiên tới thời điểm này Tăng Thanh Hà quyết định khoe ảnh của con mình là cũng có một cái mục đích gì đó. Có thể là có một cái mục đích gì đó, là cũng có tính toán. Chứ cũng không hẳn là bộc phát hôm nay con đáng yêu quá, con dính sữa trên mép nên phải khoe thôi, chẳng hạn vậy. Chị thì chị lại không nghĩ là đến hôm nay bạn ấy muốn khoe, bởi vì với cái cự ly ảnh như vậy á, Là phải nó chụp cũng, hình lâu rồi. Nó cũng chưa hẳn là một cái việc muốn khoe. Tại vì khi mà chúng ta nhìn vô với cái cự ly ảnh như vậy, chúng ta cũng hiểu rằng là gương mặt thì cũng không có quá rõ ràng đâu. Thì người mẹ ấy hiểu điều đó trước chúng ta, bởi vì cô ấy là người chụp hình, cô ấy là người canh góc. Cho nên việc mà người ta có nhìn được hình của bé hay không, nó đã là một cái điều mà Hà kiểm chứng được rồi. Và dĩ nhiên không phải một mình Hà đâu, có rất là nhiều bà mẹ showbiz khác trong cái việc mà đưa con mình ra trước công chúng thì cũng rất là ý thức về cái việc che chắn cho con. Ở một cái chiều kích nào đó thì chị nghĩ là họ cũng có thể họ cũng lưu ý đến quyền trẻ em. Bởi vì rõ ràng là có những cái quy định trong cái chuyện là ba mẹ đưa hình con cái lên các cái phương tiện truyền thông thì phải hỏi ý kiến của trẻ. Và trong một trường hợp nhất định nào đó thì có thể là họ cũng có thể bị đối diện với những cái vụ kiện nếu như mà chứng minh được rằng là đây là một điều đi ngược lại với mong muốn của đứa bé.
Nhưng dĩ nhiên là chưa có sự vụ nào tới mức độ đó xảy ra tại Việt Nam. Mà nếu mà ngược lại, không biết có trường hợp bé nào mà hỏi mẹ mình là mẹ Hà ơi sao mẹ không có cho đăng con hình con lên, rồi mẹ chụp hình, rồi mẹ thấy nguyên cái lưng của con, tại vì thấy rõ ràng là bé cũng lớn rồi. Đúng rồi đó, thấy không? Mẹ không để hình con lên, mẹ không thương con. À, chị nghĩ là có đó, chị nghĩ là có nghĩa là cho nên là mới nói rằng là bạn ở trong một cái hoàn cảnh nào á thì những cái tác động của hoàn cảnh đó sẽ làm cho bạn lớn lên với những cái giá trị tương ứng, người ta gọi là môi trường tạo lập tính cách mà. Như vậy thì với những cái bạn mà con nhà sao Việt á thì các bạn đó cũng là trẻ em bình thường thôi, và các bạn đó cũng có thể là những đứa trẻ thích được khoe hình của mình, nhưng cũng có thể có những đứa trẻ đó không hề thích chụp hình luôn. Đúng. Cũng có. Rồi với những bạn mà muốn được khoe hình thì các bạn đó cũng sẽ trăn trở, đúng cái câu hỏi của cô Lan Trinh vừa mới hỏi là sao ba mẹ không để hình con lên Facebook, giờ ba mẹ không đăng hình con. Thì lúc này các bạn đó sẽ phải nhận được một câu trả lời từ ba mẹ của mình. Và đây là vấn đề mà các ông bố bà mẹ sao Việt sẽ phải dự trù trước rằng là nó có thể xảy ra. Có nghĩa là đến một ngày nào đó mặt trời lên và con bạn sẽ hỏi bạn rằng ủa tại sao hình con không được đăng lên Facebook, thì chúng ta sẽ phải tìm một cái lý do rất là hợp lý để có thể giải thích cho con mình về điều đó.